tòa án Thái Lan hôm nay đã cho phép cựu thủ tướng Thạc Sỉn xin vắt được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 bạt, tương đương gần 350 triệu đồng, song ông bị cấm xuất cảnh do liên quan tới cáo buộc khi quân. Hồi cuối tháng 5, cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Sỉn bị truy tố tội xúc phạm chế độ quân chủ. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc vi phạm một đạo luật về máy tính. Tội xúc phạm chế độ quân chủ ở Thái Lan có thể phải nhận mức án 15 năm tù cho mỗi hành vi. Ông Thạc Sỉn phủ nhận các cáo buộc và nhiều lần cam kết trung thành đối với Hoàng gia Thái Lan vị thủ tướng 74 tuổi vừa trở về nước vào tháng 8 năm 2023 sau nhiều năm sống lưu vong. Ông sau đó bị kết án 8 năm nhưng được ân xá và trả tự do vào tháng 2 năm 2024. Thái Lan những năm gần đây đã truy tố tổng cộng khoảng 270 trường hợp với tội danh xúc phạm chế độ quân chủ.